Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tìm Mới Nhất. Hy vọng quý vị sẽ có được những phút giây thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại 70 trạm quan trắc lũ đã vượt mức báo động hôm thứ Ba. Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp, nơi đã hạ mức xả lũ lần thứ 5 hai ngày trước đó để giảm lượng nước đổ về hạ du, hiện đã chạm mức 153,2m, cao hơn 6,7m so với mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt. Ông Xie Jianchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước của 453 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động kể từ tháng trước. Trong đó, 106 con sông đã đạt mức cảnh báo cao nhất, 53 con sông chạm mức cao lịch sử. Hiện sông Trường Giang, thượng nguồn sông Hoàng Hà, lưu vực sông Chu Giang, Thái Hồ đều đạt đỉnh lũ. Lũ lụt nghiêm trọng từ tháng trước tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố. 151 người thiệt mạng và mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra, 2,55 triệu người đã phải sơ tán khỏi các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mùa mưa ở Trung Quốc thường gây ra mưa lớn tại các khu vực sông Trường Giang từ tháng trước tới giữa tháng này. Tuy nhiên, những ngày mưa xối xả kéo dài năm nay khiến cho chính quyền tỉnh Hồ Bắc từ tuần trước đã phải hai lần nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với lũ lụt, gần đây nhất là tối thứ Sáu lên mức cao thứ hai trong hệ thống gồm 4 cấp của Trung Quốc. Lượng mưa kỷ lục ở bên trong và xung quanh tỉnh Hồ Bắc đã gây gián đoạn giao thông, các tuyến cao tốc và đường dây điện bị hư hại, trong khi những chuyến bay và những chuyến tàu bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, hoạt động kinh tế của người dân cũng bị ảnh hưởng. Truyền thông Trung Quốc cho biết khoảng 3,5 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, địa phương có dân số gần 60 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lớn từ đầu tuần đến nay, gây thiệt hại trực tiếp đối với kinh tế lên tới 4,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 640 triệu đô la Mỹ. Ông Yang Aizong, Bộ trưởng Bộ phận Quản lý cấp tỉnh của tỉnh Hồ Bắc cho biết, hiện chúng tôi đã dựng khoảng 1.700 lều tạm, phân phối 30.500 bộ quần áo, 3.400 chiếc giường gấp và 95 bộ áo phao cứu sinh đến các thành phố như Vũ Hán, Nghi Xương, Kinh Châu, Hoàng Cương. Trong số hàng triệu người bị mắc kẹt phải rời xa những người thân yêu, nhiều người đã trải qua hoàn cảnh lần thứ hai trong vòng 6 tháng. Hồi đầu tháng, Hồ Bắc cũng đặt trong tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch bệnh, với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài. Đối với những cư dân ở tỉnh Hồ Bắc, thảm họa kép đã khiến vết thương kinh tế thêm nhức nhối. Hãng thông tấn xã nhà nước Trung Quốc Xinhua đã ca ngợi nỗ lực phòng chống khủng hoảng kép của chính quyền Hồ Bắc, mô tả đợt mưa lớn là bài kiểm tra quan trọng đối với giới chức. Ngay sau khi đại dịch lắng xuống, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động hàng chục nghìn nhân viên ứng phó với thiên tai và sơ tán hàng chục nghìn người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tại Vũ Hán, thành phố nằm ở nơi hợp lưu của sông Trường Giang, một nhánh sông của nó, giới chức địa phương đang tăng cường giám sát mực nước. Hôm vừa qua, công dân do chính quyền thuê trồng các bao cát cạnh sông Trường Giang nhằm đề phòng mối đe dọa. Chính quyền Vũ Hán cũng yêu cầu đóng cửa 188 bến phà, các cảng sông, triển khai hơn 20.000 người tuần tra những điểm y sung yếu dọc theo sông Trường Giang, các phụ lưu. Một giám sát viên cho biết, cô đã canh gác suốt ngày đêm khi mưa lớn sự kiện vẫn tiếp diễn. Lưu Tinh Tinh, một giám sát viên cho biết, thời điểm không phải mùa mưa lũ thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cây kia cao khoảng 3 mét. Nhưng suốt 9 ngày qua, mực nước liên tục dâng cao, chúng tôi phải canh gác 24/24 giờ kể từ khi nước bắt đầu dâng. Những ngày qua, mực nước trên hồ Phan Dương ở tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc cũng liên tục lập đỉnh. Đến nay đã vượt qua mức đỉnh trong trận đại hồng thủy trên sông Trường Giang năm 1988. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy diện tích mặt hồ đang tăng lên nhanh chóng và đạt mức lớn nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Tại thành phố Đồng Lăng của tỉnh An Huy, hơn 1.000 binh sĩ đang cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ chạy đua với thời gian để gia cố và sơ tán dân thường. Trong khi đó, ông Xie Jianchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự kiến sắp tới mưa lũ sẽ chuyển dần lên miền Bắc của nước này. Các sông và hồ ở miền Bắc Trung Quốc cũng có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ. Những ngày qua, mưa lũ ở Trung Quốc đã khiến mực nước tại nhiều con sông hồ ở miền Nam của nước này liên tiếp lập đỉnh. Riêng tại lưu vực sông Trường Giang, một trong những con sông lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc, nơi có đập Tam Hiệp, với tổng lượng mưa từ gần 40 ngày nay đã vượt qua trận đại hồng thủy năm 1998 và nhiều thứ hai trong vòng gần 60 năm qua. Giải thích về hiện tượng mưa lớn kỷ lục ở miền Nam của Trung Quốc trong những ngày qua, ông La Kinh Giai, chuyên gia về khí hậu nổi tiếng của nước này cho biết, nếu như trận đại hồng thủy năm 1998 trên sông Trường Giang là do hiện tượng El Nino mạnh gây ra, thì năm nay chủ yếu do tác động của nhiệt độ mặt biển bất thường ở Ấn Độ Dương. Theo chuyên gia này, mặc dù năm nay Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương cũng xuất hiện hiện tượng bất thường của nhiệt độ nước biển tầng mặt, có lợi cho áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương tăng cường, tương tự với năm 1998, nhưng sự bất thường của nhiệt độ mặt biển nhiệt đới không mạnh như năm 1998. Ông dự báo lượng mưa của Trung Quốc trong tháng này sẽ nhiều hơn hàng năm.
và nếu tình trạng hiện nay tiếp tục diễn ra thì tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là khá nghiêm trọng. Tháng tới có thể sẽ có những chuyển biến tốt, nhưng lượng mưa ở miền Trung nước này vẫn còn nhiều. Cũng theo phân tích của chuyên gia Trung Quốc, nếu như những năm 70 của thế kỷ trước, ảnh hưởng của hạn hán lớn hơn lũ lụt ở nước này, khi đến những năm 90, tác động của mưa lũ vượt qua hạn hán, bước vào thế kỷ thứ 21, cả lũ lụt và hạn hán cùng nhiều lên, và ngay cả khi hai loại thiên tai này xảy ra thường xuyên như nhau. Với đợt mưa lũ lần này, theo các chuyên gia, hiện nay áp lực phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc chủ yếu đổ lên các dòng sông vừa và nhỏ. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao với các trận lũ xảy ra nhiều và nghiêm trọng. Do vậy, các sông hồ vừa và nhỏ đang trở thành khâu trọng yếu trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc và nước này cần đề phòng đê nhỏ gây ra họa lớn. Mưa lớn ở Trung Quốc xảy ra do Fons khí quyển Maizu hay còn gọi là Mai Vũ, bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược nhau hoặc khác nhau về tính chất hóa học và vật lý. Giải mây Mai Vũ kéo dài từ cao nguyên Tây Tạng vắt qua miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, kéo dài qua đảo Đài Loan tới miền Nam của Nhật Bản, phân tách hoàn lưu Bắc Cực ở phía Bắc và hoàn lưu nhiệt đới ở phía Nam. Từ giữa mùa xuân tới giữa mùa hè, hoàn lưu Bắc Cực thường di chuyển từ Tây sang Đông, khiến giải mây này gần như đứng yên. Giải mây hút hơi ẩm từ Biển Đông, thậm chí từ vịnh Bengal và gây ra những trận mưa lớn tại khu vực mà nó ảnh hưởng. Các trận mưa ảnh hưởng tới đảo Đài Loan, khu vực phía Đông Nam của Trung Quốc từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Sau đó di chuyển tới phía Bắc của Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8. Những trận mưa lớn như vậy thường được gọi là mưa mai, xuất phát từ niềm tin của người Trung Quốc rằng khi hoa mai nở rộ và rơi xuống dòng sông Trường Giang vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch, hơi nước bốc lên từ cây mai biến thành mưa. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng Mai Vũ có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn vào những năm hiện tượng El Nino diễn ra vào mùa đông. Hiện tượng El Nino không xảy ra ở Trung Quốc trước tháng 6, nhưng điều kiện thời tiết cũng gần chạm ngưỡng El Nino trong hầu hết tháng 3 và tháng 4. Ngoài ra, thời kỳ mưa mận kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc cũng mang tới mưa nhiều hơn. Mưa mận được đặt tên theo mùa mận chín ở Trung Quốc, thường xảy ra từ tháng 6 tới tháng 7, là giai đoạn mưa hoặc mây liên tục ở hạ lưu và trung lưu của sông Dương Tử. Theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước của 212 con sông đã vượt mức báo động kể từ đầu tháng này. Trong đó, 19 sông tăng lên mức kỷ lục. Trung Quốc hôm qua nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt lên mức cao thứ hai khi mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều khu vực dọc theo sông Trường Giang. Theo số liệu từ nhà môi giới bảo hiểm Aon, mưa lũ ở Trung Quốc hiện là thảm họa thời tiết đứng thứ 3 trên thế giới về mức độ thiệt hại của năm 2023, xếp sau bão số 3 tấn công Ấn Độ và Bangladesh vào hồi tháng trước và đợt mưa bão ở Mỹ. Tổ chức Hòa bình Xanh cho biết rằng, thời tiết cực đoan kiểu như này sẽ trở thành một kiểu bình thường mới của Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2022, tình trạng mưa lớn tiếp tục gia tăng về mức độ, đặc biệt giữa những năm 90 tần suất mưa lớn đã tăng đáng kể. Bên cạnh đó, từ những năm 1951 đến năm 2022, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc cứ 10 năm lại tăng 0,24 độ, nhanh hơn nhiều so với mức tăng trung bình toàn cầu trong cùng kỳ. Lượng mưa trung bình hàng tháng trên cả nước năm nay đã vượt quá 290mm, tăng 7% so với những năm trước. Từ tháng trước, lượng mưa ở một số vùng đã vượt quá 500mm, bao gồm hầu hết các khu vực ở tỉnh Quảng Tây cùng với các khu vực ở trung tâm và phía đông của tỉnh Quảng Đông. Một số nơi còn dự báo lượng mưa lên tới 800mm, trong khi đó tổng lượng mưa ở thủ đô Bắc Kinh cả năm ngoái chỉ là 500mm. Quỹ Năng lượng Trung Quốc cũng cảnh báo biến đổi khí hậu rõ ràng khiến thời tiết khắc nghiệt hơn trên toàn thế giới, và lời cảnh báo các quốc gia cần xây dựng những hệ thống cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới Nhất để cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!